Chào chị, shop của chúng tôi mới vừa về rất nhiều mẫu, chị có thể lựa chọn tùy ý ạ. Tôi muốn gặp bộ phận chăm sóc khách hàng. Tôi nè, chị cần gì ạ? Hôm qua tôi có mua vài bộ đồ. Sau khi giặt xong và phơi nắng quá lâu, giải bị rút lại, bây giờ phải làm sao hả chị? Chị biết loại len này mà chị vẫn phơi nắng gắt, hư là đúng rồi. Giờ biết làm sao giờ? Chị có thể quăng bỏ thôi. Cô bán hàng mà ăn nói kỳ vậy. Thì tôi nghĩ sao tôi nói vậy thôi. Với lại chúng tôi cũng đâu có thể nào mà có thể kéo giải nó ra được giống như ban đầu. Rồi, chị có cách là chị tìm một người nào đó nhỏ con hơn chị rồi tặng cho họ. Còn nếu không á thì chị giảm cân đi để chị mặc vừa nó. Nè nè, cô ăn nói cho cẩn thận nha. Hạnh phúc bị đánh cắp, phát sóng lúc 20 giờ thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VN. VN VIP, chị ít xem chuẩn VIP chỉ với 69.000 đồng. Đăng ký ngay.